Chuyển sang những thông tin thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, giá nhiên liệu trên thế giới biến động mạnh nên kỳ điều chỉnh vào ngày mai, giá xăng trong nước có thể sẽ tăng cao. Và trong trường hợp nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn và thuế phí thì dự rằng là xăng E5 Ron 92 và Ron 95 trong nước có thể tăng vào khoảng từ 1.420.000 đồng đến 1.940 đồng. Dữ liệu từ công thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 19 tháng 10 tăng mạnh so với kỳ tính giá ngày 11 tháng 10. Cụ thể Ron 92 dùng để pha chế xăng E5, Ron 92 trung bình là 95,89 đô la Mỹ một thùng. Xăng Ron 95 là 98,630 đô la Mỹ một thùng, cũng tăng đến 9% so với kỳ trước. Giá dầu cũng biến động đi lên. Dầu thô có ngày chạm mức là 96,11 đô la Mỹ một thùng. Điều đúng như dự báo thì giá các mặt hàng xăng ở trong nước sẽ có lần tăng thứ tư liên tiếp và chỉ còn kém đỉnh lịch sử khoảng 2.500 đồng mỗi lít đối với xăng E5 Ron 92 và kém khoảng 1.300 đồng đối với xăng Ron 95.